Hello hello tất cả các tình yêu, lại là Hiền đây. Và trong cái video này, Hiền sẽ đọc một cái photo đùng của khách nhà Hiền cho tất cả những khách hàng hay là tất cả các anh chị em chúng ta đang tìm hiểu về Nice Beauty. Chúng ta sẽ biết cái photo này nhé. Đó. Ngày hôm qua thì Hiền nhận được một cái photo rất là kinh khủng về Nice Beauty. Bạn có nói rằng thấy da sáng hơn, mờ nám. Và nhưng teo u là có thật. Đó. Thì ngoài cái công dụng mà Nice Beauty giúp sáng da, mờ nám, cân bằng nội tiết tố, thì Nice Beauty còn giúp là teo nhỏ u này và teo u với lại các cái trường hợp như u nang, u xơ, u bã đậu hay là nang tuyến giáp. Vì sao mà lại vi diệu như vậy? Bởi vì Nice Beauty nhờ cái thành phần đó là nano glutathione và selen, nó sẽ kết hợp với nhau và giúp cơ thể của chúng ta được đào thải các cái độc tố trong cơ thể. Và như mọi người cũng biết là độc tố chính là những cái nguyên nhân là cái mầm mống tích tụ lâu ngày nó sẽ phát triển thành u. Và chính vì vậy là khi mà được đào thải các cái độc tố đó ra khỏi cơ thể thì là cái việc u của chúng ta nó sẽ dần dần là nhỏ lại và sẽ biến mất. Đó thì là ngoài ra thì Nice Beauty như mọi người cũng biết là nó là một cái công nghệ hướng đích, công nghệ số 1 trên thị trường hiện nay về công nghệ hướng đích và công nghệ điều biến. Thì khi mà đưa các cái hoạt chất vào cơ thể của chúng ta, nó sẽ nhắm đúng đến đích để giải quyết các cái vấn đề trong cơ thể của chúng ta. Như mọi người cũng biết là trên thị trường hiện nay, các cái sản phẩm để bổ sung giúp cân bằng nội tiết tố thì hầu như là đều loại trừ các cái trường hợp đó là u nang, u xơ, nang tuyến giáp. Nhưng mà với Nice Beauty thì lại giúp giảm cái kích thước u và giúp teo u. Vì sao lại như vậy? Bởi vì Nice Beauty nhờ cái công nghệ hướng đích khi mà vào cơ thể chúng ta, nó sẽ tác động vào buồng trứng và giúp buồng trứng của chúng ta tự sản sinh cái estrogen nội sinh, và nó sẽ giúp là cái nội tiết tố của chúng ta nó luôn được cân bằng. Và chính vì vậy là nó không ảnh hưởng gì đến cái việc là u nang u xơ. Còn với lại các cái sản phẩm trên thị trường hiện nay thì đa phần là bổ sung trực tiếp, bổ sung trực tiếp cái nồng độ estrogen vào cơ thể. Và chính vì vậy cơ thể của chúng ta nó không nhận biết được thế nào là thiếu, thế nào là đủ. Và với những cái trường hợp mà chẳng may có u sẵn ở trong cơ thể rồi, thì khi mà thừa hay là khi mà thiếu thì nó sẽ là cái vấn đề đó là kích thích cái u phát triển. Còn với Nice Beauty thì hoàn toàn là khác biệt. Và khi mà cơ thể nhận biết được rằng đã cân bằng được cái nội tiết tố thì nó sẽ điều biến lên da và điều biến lên các cái bộ phận khác. Và nhờ các cái thành phần cao đan sâm, cao huyền sâm, cao sinh địa hay là nano curcumin thì nó có rất là nhiều cái tác dụng khác đối với cơ thể của chúng ta. Đó, thì nếu như mà ai đang mong muốn là được tìm hiểu để cải thiện về da cũng như là cơ thể thì hãy inbox ngay cho Hiền sau video này nhé.